Trước đây, gia đình ông Võ Văn Phải có 1 hecta đất trồng mía, nhưng năng suất chất lượng thấp, chưa kể bị thương lái ép giá nên năm nào cũng thua lỗ. Những năm qua, gia đình ông mạnh dạn phá bỏ mía chuyển sang trồng cây mãng cầu xiêm. Với loại cây trồng mới này, gia đình ông và bà con xung quanh thu nhập hàng năm lên đến hàng trăm triệu đồng 1 hecta, cao gấp 10 mấy lần so với trồng mía, trồng lúa trước đây. Chuyển đổi cây trồng này nó có hiệu quả cho người dân sống ở địa phương này. Thì ở đây có nhiều hộ thu nhập, có những hộ người ta trồng 10 công đồng lớn, thu 5-700 triệu. Thời gian qua, các địa phương trong huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đều đồng loạt chuyển đổi cây tạp, cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, ngoài mô hình trồng mãng cầu xiêm tập trung, cũng xuất hiện nhiều mô hình canh tác mới như mô hình trồng cam xoàn, cam sành, dưa lưới, thanh long ruột đỏ, dừa xiêm dứa mang lại thu nhập cao. Bên cạnh đó, các hộ nông dân còn được địa phương hỗ trợ vốn để chuyển đổi sản xuất. Năm nay là năm đầu tiên của cam tôi ước định là khoảng 600 triệu. Cái năm sau nữa đó thì là mình mới có lời nhiều. Bởi vì là cái năm đầu tiên là mình phải là chi phí các thứ máy móc, cây giống, phân bón, thuốc sâu các thứ hết trơn rồi. Thời điểm này thì coi như huyện Phụng Hiệp đã coi như thụ hưởng và giải ngân trong 4 cái hợp phần. Thì trong đó có cái hợp phần chuyển đổi về cây trồng là cái thụ hưởng nhiều nhất, và tổng cái mà được giải ngân đó là 11 tỷ 7. Thống kê trong năm ngoái, giá trị sản xuất cây ăn trái của huyện Phụng Hiệp đạt gần 470 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng trong thời gian qua. Những năm tiếp theo, địa phương tiếp tục phát triển nhân rộng những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, từng bước xây dựng vùng trái cây đặc sản, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp chế biến để tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản ở địa phương, tiếp tục nâng cao đời sống của người dân trong huyện.